Ông vậy phập phòng lo sợ, hễ mà nghe tới giờ mà không thấy ông về nhà là con nghi ông đi đâu rồi, đi gặp ai rồi. Cho nên á, thậm chí tới trong giấc mơ con nằm ngủ đó con cũng thấy con đi đánh ghen. Thầy thấy tội nghiệp quá, thầy mới nói thôi chị, 30 năm rồi, nếu suốt 30 năm đó mà chị nhớ Phật, chị niệm Phật thì chắc là chị chứng quả rồi. Chị nhớ chị con hồng con thanh, nhớ chị kẹt kẹt với đôi guốc, nhớ vậy có phải đau khổ không? Chị nhắc lại có ai đâu mà vui, phải không? Chồng cũng không vui, chị cũng không vui, người nào cũng đau khổ thôi. Nhớ như vậy thì nhớ để làm gì? Quý vị đồng ý không? Nhưng mà ở đây có ai nhớ giống chị đó không? Có không? Người nào có giông tay lên thầy xem, có không? Các bà mà không giơ tay có nghĩa là các bà nhớ rất kỹ, có phải không? Mà nhớ chứ, nhớ cái chuyện 30-40 năm về trước mà nhắc lại có nhân chứng, có vật chứng hết đó nha. Mấy anh phản đối nữa, cho nên đừng có nhớ. Sao mình không nhớ cái đẹp? Sao mình không nhớ những cái ngọt ngào? Thầy hỏi chị đó như thế thì chị trả lời. Chị nói bây giờ mà ngọt ngào cái gì, con gặp cái mặt con muốn kêu công an bắt rồi. Quý vị nghĩ coi, là chồng là vợ mà nói với nhau kiểu đó thì thầy nghĩ nếu là thầy chắc cắn lưỡi chết rồi. Cho nên nghĩ là thấy thầy đi tu là chính xác nhất. Nhiều khi thấy tội nghiệp mấy ông quá. Thầy mới nói, chị ơi, dầu gì cũng đã một thời yêu thương với nhau, thôi thì cứ nhớ lại những cái ngọt ngào, những cái đẹp của thuở ban đầu đó, bây giờ nói lại để mình vơi đi những cái phiền muộn. Chị nó nói cái gì mà nói, sao mà nói được, gặp mặt là muốn ứ gan rồi, muốn chảy nước mắt rồi. Chị nói bây giờ trong lòng con chỉ có chữ hận thôi, hận kẻ bạc tình. Theo quý vị, đối với cái chị đó, mình nên thương hay nên trách chị? Tại sao lại thương? Tại vì không hiểu chồng hả? Tại không hiểu hoàn cảnh của chị hả? Không hiểu đạo hả? Vậy chứ ở đây có hiểu đạo không? Có không? Cũng không. Im lặng là biết không rồi. Vì sao? Vì các bà là trách giỏi lắm, trách chồng giỏi lắm. Bây giờ chị có hận giống như cái chị đấy vậy. Thỉnh thoảng chúng ta cũng giống như chị, chúng ta quên tạo lại cho cuộc sống mình bình yên. Vì cái hận thù đó không đem tới cái an lạc cho mình, mà nó làm cho mình thêm mệt mỏi, thêm chán chường. Và chúng ta cảm thấy cái người gần gũi mình lại là cái người thừa thải, phải không? Tại sao cũng cái người đó mà hồi xưa mình sống chết, mình chết cũng được, nhưng mà bây giờ mình gặp cái người đó thì mình lại càng muốn chết sớm hơn, tại vì chán quá. Phải không mấy anh, phải không mấy chị? Tuổi trẻ nó đi qua, không bao giờ nó quay trở lại. Tới khi chúng ta nhìn lại chặng đường quá khứ thường, thì chúng ta không đuổi kịp nữa. Chúng ta chỉ còn lại sự nuối tiếc, chúng ta chỉ còn lại những cái ý niệm của thống trách, của quán hận. Và điều này, người đau khổ chưa chắc người đối diện là khổ đau đâu, mà bản thân chúng ta là cái người chịu khổ đau đầu tiên nhất. Quý vị có đồng ý không? Kính thưa cùng tất cả đại chúng, chúng ta không phải chạy đua với thời gian, mà chúng ta phải tận dụng thời gian, những gì chúng ta đang có trong cuộc đời này. Cái có đó là cái thời gian dành cho tâm niệm của mình trong hiện tại, chứ không phải là quá khứ với những ký ức vàng son. Chúng ta cứ nhìn về quá khứ để chúng ta tiếc nuối nó, và chúng ta hướng về tương lai tiếp tục để dệt mộng. Chúng ta đã quên đi một điều, hiện tại là chúng ta đang sống. Chúng ta chỉ nắm được cái hiện tại, quá khứ đã đi qua rồi, không níu kéo được. Tương lai thì chưa đến, cũng không nắm bắt được. Cuộc đời là giả tạm, là vô thường. Đấy, các bác thấy, hồi nào mình còn trẻ, mình còn khỏe, bây giờ đi lên cái dốc chùa này là đi không nổi rồi, phải dừng chân lại nghỉ. Phải không? Hồi nào đó, giận chồng có thể chửi từ sáng tới chiều, chứ bây giờ chửi 1 tiếng đồng hồ là mệt rồi, phải chở đi cấp cứu rồi. Là mình biết ngay là sức khỏe của mình là nó tàn rồi.
Nhưng mà tâm niệm của chúng ta nó có tàn không? Không. Thân tàn nhưng mà tâm vẫn còn. Hồi xưa mình nóng nảy, mình giận dữ. Bây giờ mình còn nóng nảy, còn giận dữ không? Cũng còn. Thầy thấy vẫn còn, có nhiều người còn. Giống như cái bác ấy. Bác đi vô chùa. Bữa đó bà điệu lắm. Mà cái áo tràng trong bác này vậy đó. Mà cái áo may bằng lưới nó mỏng lắm. Mà điệu 70 mấy tuổi rồi còn nhuộm tóc. Xin lỗi, đây có ai nhuộm không? Không, thầy nói già, người lớn tuổi. Quý vị thử nghĩ đi, 60-70 tuổi mà nhuộm tóc là nó không có gây một cái ấn tượng đẹp, phải không? Người ta nhìn vào, người ta nói ngay, trời, cái bà này điệu quá. Vậy mà bà cũng nhuộm tóc và mặc cái áo tràng bằng lưới đi, giống như các cô người mẫu mà đi vậy, sàng qua sàng lại, cầm bó nhang đi vô khấn vái. Thầy thấy nó chướng con mắt quá. Mà quý vị thử nghĩ, vào cái ngày rằm là người ta đông dữ lắm, người ta đi thì chen chen với nhau. Thì bà đang khấm lăn 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 khấn, rồi cúi xuống, tự nhiên ở dưới có một cô đứng chọt lên à, trúng mấy cái nhang vào cái áo bà. Ô, cái con kia, mày đuối à, đứng giữa bàn Phật mà mắng người ta. Thầy thấy bà dữ quá là dữ đi. Thì cái cô kia cổ mới xin lỗi, cổ nói vâng vâng cháu xin lỗi. Thế là đi ra. Không biết cái cô kia cô phân trần kiểu gì. Thầy nghe cái bác này lớn tiếng, bà ôm nhôm mà nhỏ xíu à, bà tốt phổi vậy sợ. Ê, mày nói ai tu hú thế? Tức là bà đứng ở trong này mà bà nghe hai người kia đối thoại với nhau, mà thầy không nghe được cái cô kia cô ra cổ nói cái bà này như thế nào. Mà bà này bà nghe rõ mồn một vậy. Nghe là cái cô kia nói bà là tu hú, mà bà là muốn phân minh cho mọi người biết là bà tu xịn. Tu hú là tu dởm đó. Tức là đạo đức giả đó, là tu không có tốt đó. Trời đất ơi. Thầy nghĩ trong thời gian đó mình niệm Phật cái là nó xong rồi. Không niệm Phật mà để làm cho cái cuộc sống này nó mệt mỏi thêm. Tức là suốt bao nhiêu năm tháng như thế, sân si vẫn không bỏ. Cho nên khi chúng ta đi tới chùa, chúng ta có nhiều cái điều cầu khẩn đó, phải không? Các bà, các cụ ở đây đi tới chùa có khấn không? Có hả? Khấn sao? Khấn cho thầy nghe thôi. Thầy có đi tới chỗ đền Trình á, chùa Hương, thầy có nghe khấn một lần thì sợ quá. Thầy nghe cái bà đó khấn, bà khấn cái giọng nghe nó lanh lảnh, thầy nghĩ thần thánh chắc cũng né hết. Nó chanh chua mà đanh đá mà dữ dằn. Trên đầu bà đội một cái mâm xôi, trên mâm xôi có một con gà. Đội, nhắm mắt liêm diêm, thầy đứng ngoài xa thầy nghe. Xin lỗi, đây không phải thầy nhái giọng nghe, nhưng mà thầy xin phép được lặp lại. Nam mô A Di Đà Phật. Con nại 9 phương trời, con nại 10 phương đất. Cho con mua mai bán đất. Công an có mắt như mù, có tai như điếc. Thầy rất là chết rồi, bà này bà buôn lậu rồi. Bà rủ thần thánh đi buôn lậu chung với bà rồi. Đúng, quý vị Phật có dám đi với bà không? Đi cho công an nó bắt chết. Nói có người đe, nghe đe có người sợ. Thầy đứng cái bên là mắc cười, quá là mắc cười. Thầy nín không có được, thầy nhìn không có được, thầy mới cười. Thì bà quay qua, bà gặp cái bóng mút một cái, khấn tiếp. Ở đây các vị có khấn kiểu đấy không? Có không? Nhiều á. Thầy nghĩ không ổn rồi. Không ổn rồi. Không, cái kiểu này là không ổn, nhất định là không ổn. Tại vì sao? Tại vì rủ thằng thám đi buôn lậu thì tao chết dở rồi. Tại vì thầy nghe cái vụ mà công an có mắt như mù, có tai như điếc, chứng tỏ là bà đang làm phi vụ. Nguy hiểm quá. Thằng thánh nào ăn có con gà đó mà ăn có một cái dĩa xôi đó mà phải làm quá trời nhiều việc thì thôi chết rồi. Thầy nghe cái thầy hết muốn thành Phật luôn. Bao nhiêu người khấn, phải không? Thì làm sao cho đủ. Dù Bồ Tát có nghìn mắt nghìn tai cũng không có làm nổi.